Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong lý thuyết của bài số 1, chương 4, bộ sách Cánh Diều, toán 7, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài số 1. Tìm các cặp góc kề nhau trong mỗi hình 18A và 18B. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về hình 18A trước. Các cặp góc kề nhau trong hình 18A. Góc kề nhau của chúng ta sẽ là góc gì các em? Đây các em nhìn câu A nè. Có phải là K, A, Z và Z, A, A. Góc kề nhau tức là hai góc có một cạnh, một cạnh chung. Đấy. Hai góc có một cạnh chung. Thì chúng ta thấy rằng gì? AZ của chúng ta là cạnh chung này của góc gì? KAZ và ZAI. Rồi. Các cặp góc kề nhau trong hình 18A là góc KAZ và ZAI. Đấy, có cái cạnh AZ là cạnh kề nhau đó các em. Rồi. Tiếp tục hình 18B. Hình 18A của chúng ta có một hình thôi các em, có một cặp góc thôi, đúng không? Rồi, các cặp góc kề nhau trong hình 18B là chúng ta có cặp thứ nhất đó là gì? A, B, F và F, B, G có được BF là cạnh chung. A, B, F và F, B, G. Tiếp tục F, B, G và GBH có cạnh BG chung. F BG và GBH có được cạnh BG chung. Tiếp tục ABG và GBH. ABG và GBH. Tiếp tục ABF và FBH. ABF và FBH. Đó, thì ở trong cái hình 18B này chúng ta có bốn cặp góc kề nhau. Đó là gì? Đây, thầy đã ghi ở đây rồi. Cặp thứ nhất này, cặp thứ hai, cặp thứ ba và cặp thứ tư. Rồi chúng ta đến với câu B. Tìm các cặp góc kề bù khác góc bẹt ở hình 19. Rồi các em quan sát câu B. Như vậy thì các cặp góc kề bù, góc kề bù là gì nè? Là góc vừa kề nhau và vừa bù nhau. Và nó có được gì? Một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai tia đối nhau. Đây, chẳng hạn chúng ta có được góc XOA, có được OA là cạnh chung, OX và OO là hai tia đối nhau. Như vậy mình sẽ có được cặp góc đó là gì? XOA và IOO. Đấy. Rồi, thầy ghi nè. Các cặp góc kề bù khác góc bẹt là. Rồi, cặp góc thứ nhất đó là XOA và AOO. Tiếp tục, cặp thứ hai. Chúng ta không dùng OA là cạnh chung nữa mà chúng ta sẽ dùng gì? OZ là cạnh chung. Như vậy thì mình sẽ có được XOZ và ZOO.
Có được OZ là cạnh chung, OX, OU là hai tia đối nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có được X, OZ và Z, OU. Tiếp tục, cái cặp thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng OT là cạnh chung. Như vậy thì mình sẽ có được X, OT và T, OU. X, OT và T, OU. Như vậy thì ở trong hình 19 này chúng ta có 3 cặp góc kề bồ. Cặp góc thứ nhất, góc thứ hai và cặp góc thứ ba. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu C. Tìm hai góc đối đỉnh khác góc bẹt và góc không ở trong mỗi hình 20A, 20B và 20C, 20D. Bây giờ góc đối đỉnh là gì? Là góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh góc kia. Vậy thì ở hình A này, ở đây là đỉnh H, ở đây là đỉnh K. Như vậy thì hình A không có đỉnh chung, đúng không? Đỉnh của đỉnh H nó nằm đây. Đỉnh H nằm đây, đỉnh K nằm đây. Như vậy thì ở hình A không có đỉnh chung. Hình 20A. Không có. Vậy hai góc này không có đỉnh chung. Rồi, tiếp tục. Hình 20B. Ở đây chúng ta có được gì? Cái có đỉnh Y nhưng mà gì? Nhưng mà hai góc mà mỗi cạnh không có được, mỗi cạnh góc này là tia đối một cạnh góc kia. Tức là YZ và YZ phải là tia đối của nhau, đúng này. Nhưng YU và YV không phải là hai tia đối. Cái màu vàng thầy tô là các em thấy này. YU và YV không phải là hai tia đối. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng trả lời là hình 20 cũng không có cái góc đối đỉnh vì không có hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối một cạnh góc kia. Rồi, tiếp tục. Hình 20C. Hình 20C thì chúng ta có được góc nào? Góc XOY đối đỉnh với góc X', O', Y'. Lý do vì nó chung góc O này. Chúng ta có được OX là tia đối của tia OX', OY là tia đối của tia OY phải. Hình 20C chúng ta có góc XOA và X' OY phải. Rồi, tiếp tục. Hình 20D. Hình 20D thì tương tự, nó cũng không có. Vì lý do đó là gì? Có đỉnh S chung nè, nhưng mà cũng không có hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối một cạnh góc kia. Nào, chỗ này không có. Vậy không có hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối một cạnh góc kia. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta xong bài số 1. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 2. Rồi, các em quan sát bài số 2. Quan sát hình 21 và chỉ ra câu A,
hai góc kề nhau. Câu B, hai góc kề bù khác góc bẹt. Câu C, hai góc đối đỉnh khác góc bẹt và góc không. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện cái nội dung câu A trước. Chúng ta đi kể ra hai góc kề nhau. Thì ở đây nó có nhiều cặp lắm các em. Cứ là hai cái góc nào á mà nó gì? Nó bên nhau, nó kề nhau thì chúng ta gọi là hai góc kề. Ví dụ nè, ngay chỗ này ta đánh vị trí 1 2 thì ta sẽ có được hai góc, đó là góc A B A kề với góc B, góc A B D. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ ra các góc kề nhau là A B A và A B D. Đấy, chúng ta có được cặp thứ nhất. Rồi, tương tự, ta không lấy chỗ đó nữa thì bây giờ ta lấy ở đây. Thì chúng ta sẽ có được hai góc này là hai góc kề nhau, tức là góc A F C. A F C và C F A. Rồi, tiếp tục, ta không lấy chỗ này nữa. Đây ha, thầy ghi lại những cái chỗ này mình đã lấy rồi. Tiếp tục 1, 2. Như vậy thì mình sẽ có được góc A, E, B và B, E, D. A, E, B và B, E, D. Tiếp tục 1, 2. Như vậy chúng ta sẽ có được B, C, F và F, C, D. B, C, F và F, C, D. Rồi. Bây giờ chúng ta có được cái góc chỗ này nè. 1, 2. Đấy. Để xóa những cái góc mà chúng ta đã tìm ở bên ngoài ha. Để các em dễ nhìn cái những cái góc còn lại. 1, 2, chỗ này thì cho 3 và chỗ này cho 4. Các em lấy từng cặp 1 nè. Lấy cặp 1, 2. Lấy cặp 2, 3. Lấy cặp 3, 4. Lấy cặp 4, 1. Thì ta sẽ được 4 cặp góc kề nhau nữa. Đầu tiên thầy sẽ lấy 1, 2 trước. F, G, B. Và góc nào? B, G, C. Tiếp tục lấy 2, 3, B, G, C. Và C, G, E. Tiếp tục chúng ta lấy C, G, E, tức là lấy 3 với 4 các em. C, G, E. Và E, G, F. Cuối cùng chúng ta lấy E, G, F, tức là lấy 4 với 1 và F, G, B. Đấy. Như vậy thì ở trong hình 21 này chúng ta có 8 cặp góc kề nhau. Cặp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Rồi, chúng ta xong câu A. Tiếp tục mình đến với câu B. Hai góc kề bù. Hai góc kề bù tức là hai góc mà gì? Mà có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai tia đối nhau. Như vậy ở đây chúng ta có được gì? Góc 1 với góc 2 này chính là hai góc kề bù. Đúng không? Chúng ta có được GB là cạnh chung. GF đối với lại GC. Đấy. Rồi mình ghi các góc kề bù là, đó là F GB và BGC.
Tiếp tục. Mình lấy 2 với lại lấy 3. Đó chính là BGC và CGA. BGC và CGA. Mình lấy 3 với lại 4 thì chúng ta sẽ có được đó là CGA và EGF. C GA và EGF. Rồi, chúng ta lấy 4 với 1 thì sẽ là EGF và FGB. EGF và FGB. Rồi, còn cặp nữa nào nữa không các em? Còn, đúng không? Đó là gì? Chúng ta lấy gì? 1, 2 ở đây nè. Đó là AFC và CFE. AFC và CFE. Tiếp tục, mình cùng lấy gì? 1, 2 ở bên này. Đó là BCF và FCD. BCF và FCD. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có được 6 cặp góc kề bù. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với câu C, hai góc đối định. Câu C, các góc đối định. Là ở đây thì thầy nêu tất cả các cái góc luôn, đó là góc kề nhau nè, rồi góc kề bù, và bây giờ tới góc đối định. Đối định thì ở đây các em đánh số cho thầy theo thứ tự 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ có được lẻ sẽ đối định với lẻ, tức là góc 1 sẽ đối định với góc 3, và chẵn sẽ đối định với chẵn, tức là góc 2 này sẽ đối định với góc 4. Góc 1 của chúng ta chính là góc gì? FGB. À, mình ghi FGB và đối định với góc 3 chính là góc CGA. Rồi, cặp thứ hai đó là 2 BGC và FGE. FGE. Rồi, ok, như vậy thì chúng ta xong bài số 2. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 3. Rồi, các em quan sát bài số 3, câu A. Góc, tìm số đo của góc MOB trong hình 22A. MOB của chúng ta chính là cái góc lớn bên ngoài này. Như vậy thì chúng ta có được gì các em? Cái ON của chúng ta nằm ở bên trong góc MOP nên là gì? Góc MOP của chúng ta sẽ bằng MON cộng NOP. Đấy. Và chúng ta cộng hai cái góc lại, cộng 35 với 35 cộng cho 45 độ thì sẽ ra 75 độ. 75 độ đó chính là góc MOP. Rồi, thầy tiến hành giải ha. Câu A trước nè. Vậy MOP hoặc là vì ON nằm trong góc MOP. Vậy tia ON nằm trong góc
MOP đây các em, tia ON của chúng ta nên nên MOP của chúng ta sẽ bằng tổng của hai góc đó là MON. Đây các em, MON cộng cho NOP. Rồi, mình thay số đo vào. MON thầy ghi lại, MOP thầy ghi lại này. MON của chúng ta bằng 30 độ. Đây. Chỗ này ghi 30 độ. Cộng cho NOP 45 độ. Và kết quả sẽ bằng 75 độ. Kết luận vậy MOP bằng 75 độ. Rồi, chúng ta xong câu A. Tiếp tục câu B. Góc QPR trong hình 22B. Q này, P này, R, tức là cái góc này đây các. Đấy. Mà bây giờ chúng ta thấy được QPR của chúng ta và góc RPS là hai góc gì các em? Là hai góc kề bù, đúng không? Vì nó có được PR là cạnh chung này, hai cạnh còn lại đó là PQ và PS là hai tia đối nhau. Đấy. Mà hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180 độ. Góc này 55 độ rồi thì góc này chúng ta sẽ dễ dàng tính được đó là bằng 125 độ. Rồi, như vậy thì ở hình B này chúng ta sẽ áp dụng hai góc kề bù để chúng ta tính. Ta có góc QPR. Đây, QPR cộng với góc RPS. RPS bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Rồi, QPR chưa biết thầy ghi lại. Góc RPS là 55 độ. Mình thấy vào thôi. Bằng 180 độ. Đây, RPS đề bài cho 55 độ. Suy ra QPR sẽ bằng 180 độ trừ cho 55 độ và bằng 125 độ. Và chúng ta kết luận vậy QPR bằng 125 độ. Rồi, tiếp tục mình đến với câu C. Các em quan sát câu C. Tìm số X và Y ở trong hình 22C. Đây, X của chúng ta nằm đây các em. Tức là góc ZQT. Y của chúng ta chính là góc TQZ'. Thế thì bây giờ mà để tính được cái số đo của góc X này thì cái này dễ rồi. Chúng ta có được gì? Góc X của chúng ta và cái góc 41 độ này này, các em thấy không? Đây chính là hai góc đối định. Tức là gì? ZQT và Z'QT' là hai góc đối định. Góc này bằng 41 độ thì góc này cũng bằng 41 độ. Vì chúng ta có được hai góc đối định thì bằng nhau. Chúng ta tìm được X. Có X rồi thì chúng ta có được gì? X và Y là hai góc kề bù. Đấy, chúng ta có được số đo X là bằng 41 độ rồi thì chúng ta sẽ tìm được số đo của góc Y y chang như câu B. Rồi, các em quan sát ha. Câu C. Ta có ZQT. Góc ZQT bằng với góc Z'QT'. ZQT tức là X này, nó sẽ bằng Z'QT'. Hai góc đối định. Rồi, ZQT của chúng ta thay X vào. Z'QT' chính là 41 độ. Như vậy thì mình có được X bằng 41 độ. Có được cái số đo của góc này bằng 41 độ rồi.
Bây giờ cái góc x này và góc y là hai góc kề bù. Đấy. Góc này 41 độ rồi thì ta lấy 180 độ trừ 41 độ thì chúng ta tìm được góc y. Tiếp tục. Ta lại có góc ZQT cộng cho TQ z phải bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Đây các em ha, ZQT x nè, TQ z phải y là hai góc kề bù. ZQT chúng ta tính được ZQT bằng mấy? 41 độ rồi. Thay vào 41 độ cộng cho TQ z phải chính là y bằng 180 độ. Suy ra y của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ cho 41 độ và y của chúng ta sẽ bằng 139 độ. Tìm được x là 41 độ rồi, mình kết luận thôi. Vậy x sẽ bằng 41 độ và y của chúng ta sẽ bằng 139 độ. Ok, như vậy thì chúng ta đã xong bài số 3. Tiếp tục, mình đến với bài cuối cùng. Bài số 4. Rồi, các em quan sát bài số 4. Hình 23. Đây là hình 23 của chúng ta. Là một mẫu cửa có vòm tròn của một ngôi nhà. Nếu coi mỗi thanh trắng vòm cửa đó 3 thanh màu xanh. Đây, cái thanh màu xanh là thanh trắng này. Như một cạnh của góc thì các thanh trắng đó tạo ra các góc kề nhau. Theo em, mỗi góc được tạo bởi hai thanh trắng vòm có khoảng bao nhiêu độ? Cửa đó là khoảng bao nhiêu độ? Ở đây thì chúng ta xem nè, những cái ba cái thanh trắng này nó sẽ tạo cho mình ra những cái góc này kìa. Ở đây thầy cho góc số 1 ha, góc số 2, góc số 3, góc số 4. Như vậy thì ba bốn cái góc này các em thấy khi mà nó chia như thế này á, thì mình thấy rằng bốn cái góc này nó bằng nhau. Đấy. Mà bốn góc này tạo nên những cái góc kề và tạo thành một cái góc mẹp có số đo là 180 độ. Tức là góc 1 cộng với góc 2 cộng với góc 3 cộng với góc 4 bằng 180 độ. Mà bốn góc này bằng nhau, như vậy thì chúng ta lấy 180 độ chúng ta chia 4 thì chúng ta sẽ có được cái số đo của gì? Của cái hai cái thanh trắng vòm cửa. Rồi, chúng ta thực hiện ha. Có bốn góc kề. Có bốn góc kề nhau. Được tạo thành xếp thành góc bẹt. Góc bẹt tức là góc có số đo bằng 180 độ các em. Mỗi góc tạo bởi hai thanh trắng vòm cửa là chúng ta lấy số đo là 180 độ, mình chia cho gì? 4 thì kết quả sẽ là mỗi góc 45 độ. Rồi, như vậy thì chúng ta có được cái góc gì? Đây, chúng ta có được cái góc 1 này, nó tạo bởi cái cửa này và cái thanh trắng là 45 độ này. Tương tự, góc 2 này cũng là gì? Tạo bởi hai thanh trắng là 45 độ. Góc 3 cũng là 45 độ và góc số 4 này cũng là 45 độ. Thì bốn góc này khi chúng ta cộng lại là bằng 180 độ, tức là gì? Xếp thành một góc bẹt các em. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 4, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 2, tia phân giác của một góc. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.